Bây giờ đoàn của mình bắt đầu ra tàu. Đó, hiện giờ cũng chưa đông lắm, chưa đông lắm đâu. Đây cái đoàn của mình đây. Rồi các cháu đi nhé. Đó. Phải đi vòng vào trong à? Quay sang một chút. Đây toàn bộ cảnh bãi xe đằng trước rồi. Bây giờ mình đi ra tàu thôi. Đó, đây là gian chờ của Thuận Châu đó. Đây toàn bộ cảng này. Khu khách chờ này. Thì bây giờ cũng đang vắng khách. Ồ, không ơi. Cái ao nhà ai mà to thế. Nhưng mà nắng quá, đoàn ta xuống phòng khách mà ngồi bật quạt cho mát. Vâng, kệ để mọi người khắc tử. Hôm qua thì cứ lo sợ biển động. Các bạn nhìn này. Toàn bộ cảnh nói chuyện nữa. Đó, quay lại nhìn. Mọi người đang thế lại xuống hết à em ơi. Chứ đứng trên này chụp ảnh chơi ngắm cảnh. Vội gì? Đẹp như thế này lại xuống. Đi lại chưa? Mình. Đi đã lắng lắm đâu. Đừng quay cho bọn mình được biết. Hôm nay cẩn thận nhé, đi. Ngồi xuống nhìn thấy cảnh không? Ừ. Bắt đầu đi vào trong cái khe này thì phải. Rượu ngất ngây say không? Sao? Rượu say không? Rượu say sáng không? Chưa gì. Ổn đấy, ổn chứ. Đi cô to còn say hơn. Thế. Các bạn đây đang ở trên vịnh Hạ Long nhá. Ôi cẩn thận ngã con đấy. Chim kia chim cắt à? Con tàu tàu sắt, tàu vận tải. Mình thấy lái tàu đi chậm lại là để nhường tàu kia đi chạy trước. À vâng, em đi ngắm cảnh nhá. Để đâu họ ha chán đi. Chỗ gọi cho nhau. Đi đây chưa? Đây bố em. Đây bố mẹ con thôi chưa? À, gì đang chụp gì đang chụp ảnh cho cháu. Giờ đây nhanh lên. Lại bố đeo đâu. Cầm lại. Đấy, bà con đang đi hỏi tại sao mà đứng chân ra ngoài là được. Đây các bạn nhé, đây là đoàn Bình Hương này, giá tiền 20.000. Đây là hòn Bình Hương này các bạn nhìn thấy giống tờ tiền 20.000 không? Bên kia là bà con đang đi đánh bắt hải sản. Anh
mực khô có đầy đủ nhá. Anh chị em nào mà thích mực khô to hơn 250 bây giờ chỉ bán 200 thôi. Rồi đi vào tay. Tận nghiệp đi em. Ôi giời ơi, khuya sợ về được khuya tí bố sợ tạm. Mẹ cái bố rồi. Mẹ có chạy xuống bơi từ đây về. Các bạn ơi, ngắm toàn cảnh ở Vịnh Hạ Long nhé. Còn chưa kịp cười đã chụp xong quay đi rồi. Đi dưới đi con ơi, nắng lắm, đi dép vào con đây. Đó, hơi nắng một chút nhưng mà mình cần cố gắng để nhìn nhé. Hùng ơi, đi xuống dưới đi con. Ông lên đây chụp, trông con đi. Đây, xoay, bây giờ xoay má bên này. Bây giờ không nhìn thấy hình nữa. Ô, thế còn mỗi mình à? Video. Tất cả khách của mình sợ nắng là xuống dưới hết à? Đây không gian của tàu đây. Các bạn vợ thăm quan lái tàu. Úi giời, lái dễ không anh? Đấy, bác thuyền trưởng đây. Đó, anh tên là gì nhỉ? Mình vợ tên là Tuyết. Vợ anh tên là Tuyết. Ừ, à. Mình tên là Hạnh. Còn anh là Tuyết Hạnh. Và các bạn hình như ngày mai anh lợi ra đây xem. Thế ạ? À, và anh gái nữa. Đó, các bạn đây, từ trong khu vực lái thuyền nhìn ra. Đây là tàu Hồng Ngọc 08. Đây tàu gỗ nhé. Đó. Mọi người đi tham quan thì cũng vào hết trong tàu rồi. Còn mỗi mình ham ngắm cảnh thì mình ngồi trên này khám phá thôi. Đi trên những cái tàu to như này thì không sóc đâu, không sóng. Hôm nay biển rất là lặng luôn. Những hôm biển động sóng to, đi nó chỏng chảnh say. Chuẩn bị lên hàng nha các bạn. Khu này mình thấy nó cảnh này. Là hành trình đã kết thúc, thời gian 6 tiếng. Đây bến phà Tuần Châu này. Đây anh chủ tàu đây. Đấy, bắt đầu gạ gẫm. Anh ơi, cứ lấy hai con gà. Vâng. Đây toàn cảnh bến phà Tuần Châu. Tầm này đang vắng nên ngày mai không biết như nào. Khách du lịch đang vào chơi chụp ảnh chỗ đảo Công. Năm nay Việt Nam mình tổ chức SEA Games hội thể thao Đông Nam Á lần 1 như này. Mấy ngày nữa là đây rất là đông luôn. Bây giờ mình mời các bạn là theo mình vào đây chơi tham quan chụp ảnh nhé. Đó, mỗi ngày hôm nay ngày 30 lượng du khách đến đây rất là đông.
Sơn của mình đã đi chơi ngày hôm qua rồi. Quần thể khu công viên công này. Mình sẽ vào đi một vòng để cho mọi người quan sát nhé. Nhìn tưởng thằng em chưa vậy? Không phải. Lượng du khách là đến đây này được không? Cái này có bể cá. Ở đây chưa có gì. Đây là ném cái chai xuống đi. Tình công. Rồi, vị khách của mình đang đứng ở đây này. Khách của mình đang chờ. Chào em. Cô vào đây. Bây giờ mời các bạn theo mình vào đây xem có gì nhé. Mình cũng đang rất tò mò. Như lối vào là lối đầu kia thì phải. Đây những căn nhà các du khách đi chơi này. Mình sẽ lên trên kia một đoạn nữa xem mà trên này có cái gì. Chắc là hết rồi. Bây giờ mời các bạn quay lại ra ngoài thôi, chơi khu bên ngoài này. Ở trong này là làng ED thì phải. Khu công viên làng ED thu nhỏ. Khách du lịch đang đứng xếp hàng để chụp ảnh kỷ niệm. Thả tim, thả tim. Thác nước nhân tạo. Chào em, đi chụp ảnh nhé em. Em học. À, bên này là quầy bán vé. Các bạn là
Để nó đi. À, quầy bán vé 100.000 đồng khách miễn phí, với trẻ em cao dưới 1 mét là dưới 1 mét là miễn phí nhá.